Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em là chiếc Hyundai Palisade phiên bản Exclusive 6 chỗ màu trắng ngọc trai. Thì trong video này em sẽ báo giá cho anh chị chính sách giá của đại lý Hyundai Bắc Ninh và quà tặng khuyến mại. Hiện tại bên em và cũng như là chính sách giá lăn bánh tháng 5 2024 và chương trình hỗ trợ trả góp kèm theo ưu đãi về lãi suất. Thì chiếc xe này với giá niêm yết của nó là 1 tỷ 479 triệu. Hiện tại đại lý Hyundai Bắc Ninh đang giảm giá cho quý hàng lên tới hơn 100 triệu. Vâng, 1 tỷ với mức giá bán ra cho quý hàng chỉ là 1 tỷ 370 triệu. Chiếc xe này thì là phiên bản 6 chỗ sản xuất cuối năm 2023. Đấy, cho nên bên em đang hạ giá và đại hạ giá cho chiếc xe này lên tới hơn 100 triệu. Và quà tặng cho quý hàng là một bộ phim kinh nhiệt New Sun của Mỹ, bảo hành 10 năm, cũng như là trải sàn da, bọc vô lăng. Chiếc xe này hiện tại bên em có chương trình hỗ trợ trả góp cho quý hàng tối đa là 80% giá trị xe, lãi suất thì khoảng 0,62% một tháng, và chính sách vay cho tối đa cho quý hàng là 8 năm thời điểm vay. Dĩ nhiên là quý hàng có thể vay từ 2, 3, 4, 5, 6 đến 8 năm. Vâng. Điểm qua một chút về công nghệ của Palisade phiên bản Exclusive này thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn pha cốt là full LED kiểu chiếu projector, đồng trùng LED này rất là siêu sáng luôn, cho chiếu qua ba thấu kính và có cụm đèn LED định vị ban ngày. Đó, cụm LED định vị ban ngày, thời trang này, hình boomerang rất là đẹp. Đấy, mặt cản trước thì có tích hợp các cái công nghệ như là camera 360 độ này, rồi hệ thống kiểm soát hành trình chủ động SCC, 4 cảm biến phía trước. Palisade thì tất cả các phiên bản đều là phiên bản máy dầu, dẫn động với hộp số AT là 6 cấp. Palisade phiên bản Exclusive này thì có lốp là lốp Bridgestone với kích thước la răng đó là 18 inch. Đó, đây là la răng đúc và có phanh xước cực kỳ là đẹp. Cảm biến áp suất lốp thì cũng được trang bị cho phiên bản này. Đèn chiếu ngoài của Palisade thì có xi nhan là kiểu dáng boomerang tích hợp cam 360 độ. Tay nắm cửa mạ chrome. Vâng, tay nắm cửa mạ chrome. Hệ thống đèn hậu thì là được trang bị full LED kèm theo camera lùi và tích hợp camera 360 độ. Có hệ thống 4 cảm biến. 4 cảm biến hỗ trợ lùi và đỗ xe. Về tiêu hao nhiên liệu thì Palisade có một mức tiêu hao nhiên liệu rất là tốt, ở đường kết hợp rơi vào khoảng 7,05 lít. Đường trong đô thị là chỉ vào 8,2 lít và đường ngoài đô thị chỉ là 6,38 lít. Đây là máy dầu. Động cơ của Hyundai dầu thì nổi tiếng với tiết kiệm nhiên liệu và khỏe khoắn rồi, thưa quý anh chị. Đó, cốp xe thì cũng là cốp điện, tích hợp tính năng bảo cốp thông minh và chống kẹt. Ở đây chúng ta sẽ có loa là loa Infinity. Đó, 12 loa Infinity. Có những cái cổng sạc 12V công suất 180W này. Rồi hàng ghế thứ ba thì có thể gập phẳng với tỷ lệ là 60-40. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái cốp rất là rộng. Và phần nội thất của xe thì chúng ta sẽ có rất là nhiều công nghệ. Vâng, nội thất của xe với tông màu chủ đạo là màu đen, có viền trắng, viền đen, và có những cái ốp mạ carbon này rất là đẹp và sang trọng. Đó, Palisade có nhiều ghế hai vị trí, có tích hợp tính năng dĩ nhiên rồi là chỉnh điện và mở điện cho gương, và tính năng tiếp theo là phanh tay điện tử, rồi những cái tính năng dĩ nhiên là có những cái tính năng an toàn như là hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình chủ động SCC, phòng tránh va chạm cái phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau của bên Hyundai SmartSense. Đó, ở đây thì cũng có các bác khách hàng đang xem. Đó, Palisade, chiếc xe rất là rộng rãi và hệ thống ghế chỉnh điện của xe thì lên đến 12 hướng ghế lái. Đó, màn hình giải trí trung tâm, màn hình đa thông tin với kích thước 12,5 inch. Cần số của xe thì là cần số tích hợp một nút bấm, có điều hòa tự động 3 vùng độc lập, có thông gió
sưởi ấm và làm mát ghế cho hàng ghế phía trước. Còn trên phiên bản cao cấp thì tích hợp tính năng sưởi ấm và làm mát cho cả ghế phía sau. Ở hàng ghế phía sau thì sẽ có cái phím điều khiển điều hòa và có cổng sạc 12V 180W. Đấy. Vì là bản 6 chỗ cho nên là chúng ta sẽ có cái khoảng ghế thứ hai cực kỳ rộng. Một chiếc xe này như là một chiếc xe dành cho chủ tịch luôn. Đó. Đấy, thì như cái anh tư vấn thì bảo là động cơ rất là bền, lỗi thì như hầu như là không có. Ở hàng ghế thứ hai rất là rộng, đến phần hàng ghế thứ ba thì cũng được tích hợp cửa gió điều hòa. Đấy, xe này là phân khúc cao hơn Ford Everest và cùng phân khúc với Explorer. Hiện tại thì bên em còn đúng một chiếc Palisade màu trắng ngọc trai phiên bản Exclusive 6 chỗ này giao ngay, giá cực tốt. Thì quý chị quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về Palisade thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và ủng hộ channel Hùng Xe Hơi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.